những thứ mà bạn chỉ có thể làm và nhìn thấy tại Trung Quốc mà không quốc gia nào có. Bạn có biết tại sao Trung Quốc thừa 30 triệu đàn ông nhưng các cô gái vẫn ế sắc ế không có chồng không? Bạn có đoán được cái kết của cô gái Trung Quốc liều ăn thịt cá mập để câu view là gì chứ? Liệu có nước nào chịu chi làm hẳn chung cư 26 tầng dành riêng cho lợn như đất nước tỷ dân không? Tất tần tật, tuốt tuột tuột, những cái có 102 mà bạn sẽ chẳng thể tìm ở đâu khác sẽ có trong video 7 điều kỳ lạ chỉ Trung Quốc mới làm được của Top 10 huyền bí ngày hôm nay. Lắp tòa nhà 57 tầng trong 19 ngày. Chắc các bạn cũng biết, bình thường một tòa chung cư 57 tầng thì sẽ mất vài năm thanh xuân để hoàn thành. Như Landmark 81 có 81 tầng là chung cư cao nhất Việt Nam, phải mất tới 1.461 ngày thi công, tức là 4 năm. Ấy vậy mà các pháp sư Trung Hoa lại chỉ tốn có 19 ngày để lắp xong tòa nhà 57 tầng. Nhiều người bảo là hack à, làm gì có chuyện xây nhanh như vậy? Thì mình bảo là lắp chứ có bảo là xây đâu. Bí quyết ở chỗ, công ty phụ trách Bragg Sustainable Building đã dựng sẵn 2.736 mô-đun như các khối Lego trong 4 tháng rưỡi tại nhà máy. Vậy là xong 90% rồi, 10% còn lại sau đó được vận chuyển đến công trường, chỉ việc lắp ráp xếp hình lại với nhau. Và tháng 3 năm 2015, các pháp sư trên đây tuyên bố mình là công ty xây dựng nhanh nhất sau khi hoàn thành tòa nhà chọc trời 57 tầng trong tổng cộng 19 ngày làm việc. Tòa nhà mang tên Sky City, tọa lạc tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, bao gồm 800 căn hộ và văn phòng làm việc với sức chứa khoảng 4.000 người. Mới đầu họ còn định xây 97 tầng cơ, nhưng mà làm đến tầng 20 thì bị đình chỉ thi công. Sau đó họ quyết định giảm số tầng xuống còn 57 với lý do tòa nhà quá gần sân bay. Tính tổng thời gian thực hiện thì Sky City chỉ mất chưa đến 3 tuần để hoàn thành, tức là họ lắp 3 tầng một ngày. Chỉ cần lắp ráp các khối được đúc sẵn với nhau thôi mà vẫn đảm bảo được tính an toàn và chịu được động đất của tòa nhà này. Thế mới kinh khủng khiếp hoảng hốt chứ lì. Là bạn thì bạn có dám sống trong tòa nhà này không? Hãy comment có hoặc không ở bên dưới phần bình luận nhé. Một số nhà phê bình nói phương pháp này sẽ tạo ra một cảnh quan vô hồn vì nhìn đâu cũng giống nhau. Chắc họ sợ sẽ phá vỡ đi vẻ độc lạ của các tòa nhà có 102 ở quốc gia này đó mà. Chẳng hạn như ba tòa chung cư hình kim tự tháp siêu vi diệu không ai làm lại ở Trung Quốc, lấy cảm hứng từ môn thể thao mạo hiểm parkour, chạy và nhảy giữa các tòa nhà, pha lẫn cả ý tưởng ruộng bậc thang. Nó phá vỡ giới hạn che chắn giữa các tầng, giúp mỗi hộ gia đình đều có một sân thượng rộng, nhưng lại tạo cơ hội cho những tên trộm trèo qua dễ dàng. Tiếp đó là 10 tòa nhà 8 tầng xây dưới cầu vượt, nên là bạn đừng bảo chỉ có người vô gia cư mới ở dưới gầm cầu nhé. Cơ mà ồn ào đừng hỏi khi xe đi qua ngày ngày trên đầu. Nhà nào mà có con sắp thi đại học thì chắc không chọn sống ở đây. Rồi cả tòa nhà Đồng Xu Phương Viên hay nhà mì ăn liền, và cả tòa nhà lai giữa Bắc Kinh và Washington, cùng vô vàn các kiểu nhà chỉ có thể là Trung Quốc làm ra. Kinh khủng khiếp hơn nữa là việc chưa mất đến 2 ngày, các kỹ sư Trung Quốc đã xây xong cầu 1.300 tấn rồi. Do việc tiếp nhận tới 200.000 lượt lưu thông mỗi ngày trong hơn 30 năm qua đã khiến cây cầu này xuống cấp nghiêm trọng là lý do số 2. Còn cái chính thì vẫn là ban lãnh đạo Trung Quốc đặt KPI sửa chữa và hoàn thành nhanh nhất có thể. Nên các pháp sư Trung Hoa đã làm cả thế giới trầm trồ khi hoàn tất công việc xây dựng và sửa chữa cây cầu San Juan nặng tới 1.300 tấn tại Bắc Kinh chỉ trong vòng 43 tiếng đồng hồ. Đến đây thì mình chỉ biết thốt lên đỉnh của núi thôi các bạn ơi. Có một số anh trai bảo là con gái sinh ra là để yêu thương, nhưng với quả thách cưới sau đây thì thương thân còn chưa xong ấy. Kiếp nạn của gái độc thân và bảng giá thách cưới trên trời. Ở Trung Quốc có một thuật ngữ độc nhất vô nhị là sheng nu, dịch ra là những người phụ nữ bị bỏ rơi, được dùng để chỉ bất kỳ phụ nữ nào trên 27 tuổi vẫn còn độc thân. Vấn đề ở chỗ, Trung Quốc có số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới là 30 triệu người. Nếu vậy, tại sao nam giới phải đi sang Việt Nam tìm vợ, còn nữ giới thì vẫn không có chồng? Đó là do gái thành thị Trung Quốc thà ế chứ không lấy chồng quê, cộng thêm việc độc lập tài chính nên có xu hướng độc toàn thân. Năm 2022, chỉ có 6,83 triệu cặp đôi ở nước này hoàn thành đăng ký kết hôn, thấp kỷ lục chưa từng có. Độ tuổi kết hôn trung bình là 28,67 tuổi. Cũng ngang tầm Việt Nam, và tỷ lệ ly hôn giữa những người sinh sau năm 1990 lên đến gần 57%.
càng khó hơn khi đàn ông muốn có vợ thì phải chịu được khoản tiền thách cưới cao kinh khủng khiếp hoảng hốt. Họ thường phải trả cho gia đình nhà gái 10.000 cho đến 1 triệu nhân dân tệ, tức là có thể chạm mốc 3,5 tỷ đồng. Tháng 6 năm 2023, mạng xã hội đại lục xôn xao trước đoạn video quay cảnh một người đàn ông đi hỏi cưới trên một chiếc xe bọc thép chở hơn 34 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vàng miếng làm quà đính hôn. Năm 2017, cuộc tranh cãi về món quà đính hôn đã khiến một chú rể ở tỉnh Hà Nam tức giận giết vợ ngay trong đêm tân hôn. Gia đình anh đã phải gánh khoản nợ gần 45.000 USD để lo số tiền thách cưới là 16.300 USD, tức 412 triệu đồng, và trang trải chi phí tiệc cưới. Đấy, cùng là cưới nhưng mà hai số phận, phận con trai 12 bến nước. Nói tới đây thì bảng giá cao nhất thuộc về Thượng Hải khi quà thách cưới bao gồm một căn nhà và 375 triệu đồng. Như vậy, nếu xét theo thu nhập, một chàng trai thành thị phải tiết kiệm 4 năm và một chàng trai nông thôn phải tích góp 12 năm thì mới đủ lo số tiền này. Chính vì thế mà nhiều huyện ở Trung Quốc phải áp giá trần. Eo ơi, nghe cứ như kiểu là tiền điện tiền nước ấy các bạn nhở. Theo đó, huyện Sùng Nghĩa ở tỉnh Giang Tây đặt ra giới hạn không quá 133 triệu đồng. Thành phố Trinh Ninh đưa ra cột mốc là 275 triệu đồng đối với các gia đình ở nông thôn và 205 triệu đồng cho công chức. Cũng tại vì ế mà nhiều cái được ra lò khiến cả thế giới không lường trước được bước đi này. Chợ mai mối và đại hội lớn nhất cho giới trẻ. Là chợ mai mối nhưng không phải thanh niên tới mà toàn các bậc phụ huynh đến tìm bạn đời cho con. Nhìn kìa, bạn thấy một loạt hàng ô kia chứ. Nó chính là nơi dán các tờ profile để đời của con nhà họ với các thông tin về chiều cao, việc làm, mức thu nhập, nền tảng giáo dục, gia đình. Nhiều phụ huynh còn thường xuyên đi bộ xung quanh để trò chuyện với những người khác. Nếu mà phù hợp với tiêu chí thì họ sẽ ngồi lại với nhau để trao đổi sâu hơn. Phiên chợ xuất hiện từ khoảng năm 2004, nằm ở công viên Thượng Hải và Trùng Khánh, mở từ 12 giờ trưa tới 5 giờ chiều vào mỗi thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Còn nếu mà bạn không thích ra chợ thì đăng ký thông tin qua các công ty môi giới, mỗi người sẽ mất khoảng 400.000 đồng. Nếu vẫn chưa đáp ứng được thì ra hẳn đại hội mai mối ở Khai Phong do bà Vương cầm đầu. Tại đây, bà sẽ mời một phụ nữ lên sân khấu giới thiệu bản thân và mẫu đàn ông lý tưởng của mình, còn nam giới sẽ giơ tay rồi giao lưu. Ưng rồi sẽ trao đổi liên lạc ngay tại chỗ. Ngược lại, không thành công thì người tan vỡ được nhận voucher mua đồ từ khu thắng cảnh. Người đóng vai bà Vương là Triệu Mai, 61 tuổi, tiết lộ có khoảng 40-50 cặp đôi kết hôn mỗi năm sau khi tìm thấy nhau ở tại đây. Sau sự kiện ngày 28 tháng 3 năm 2024, các chủ đề liên quan đến bà Vương đã thu về hơn 6 tỷ lượt xem. Người theo dõi tăng vọt từ 230.000 vào ngày 15 tháng 3 lên hơn 6 triệu vào đầu tháng 4. Thế mới thấy cái vấn đề kết hôn ở Trung Quốc nó còn nóng hơn cả 100 độ C. Bạn có nghĩ một ngày nào đó lợn sẽ ở hẳn trong chung cư không? Hãy nghĩ đi, vì giờ bạn sẽ được thấy nó. Chung cư độc lạ lắp công nghệ dành cho lợn. Xây chung cư khổng lồ cho lợn, công nghệ giám sát như NASA, có con nặng 500kg to như gấu Bắc Cực. Mình đố bạn tìm được điều này ở đâu mà không phải ở Trung Quốc đấy. Drama bắt đầu vào cuối tháng 9 năm 2022, những con lợn nái đầu tiên được đưa tới tòa nhà cao 26 tầng tại ngoại ô Ngạc Châu, xây dựng bởi công ty chăn nuôi hiện đại Hubei Yongxin Kaiwei. Đây sẽ là nơi chúng sống từ khi còn thơ ấu đến lúc trưởng thành và lên thớt làm món rang luộc chiên xào. Tại tòa nhà, lợn sẽ được giám sát bằng camera bởi các kỹ thuật viên làm việc bên trong một trung tâm chỉ huy giống hệt NASA. Vận hành tại chung cư lợn đạt độ chính xác cần thiết tương đương một dây chuyền sản xuất iPhone của Foxconn. Ngay cả phân lợn cũng được cân đo, tổng hợp và tái sử dụng cho nuôi trồng. Mỗi tầng là một trang trại khép kín, mô phỏng giai đoạn phát triển khác nhau của lợn con. Khu vực dành cho lợn mang thai, phòng dành cho lợn sắp đẻ, khu chăm sóc và khu vỗ béo lợn. Hàng ngày, hơn 453.000kg thức ăn được đưa tới các tầng thông qua máng ăn công nghệ cao tự động, có thể phân chia thức ăn dựa trên nhu cầu, cân nặng và sức khỏe của lợn. Không chỉ đầu tư xây dựng chung cư, đất nước tỷ dân còn phát triển giống heo mới nặng 500kg, to như con gấu Bắc Cực, cưỡi như ngựa được luôn. Khi xuất chuồng sẽ thu về 35 triệu đồng cho mỗi con, bao tâm huyết dành hết cho lợn. Vì ngày nay, Trung Quốc nằm trong số những quốc gia tiêu thụ nhiều thịt lợn nhất, bay ngay 53-54 triệu tấn mỗi năm.
bằng số thịt lợn của người Việt ăn trong 16 năm và giá mặt hàng này được theo dõi chặt chẽ như thước đo lạm phát chung vậy. Ngoài kỹ thuật tự có thì cả thế giới còn phải bái phục ông vua đạo nhái bậc nhất thế giới này. Vua đạo nhái bậc nhất thế giới. Nói về kỹ năng nhái lại, tốc độ copy kinh hoàng thì làm gì có nước nào qua mặt được Trung Quốc. Copy mô hình 3 startup của Mỹ để khởi nghiệp đều thành công, đương đương trở thành tỷ phú đô la mặc người đời chê lười biếng. Nhân vật chính của tiêu đề này là Wang Xing. Năm 2005, cho ra CNA giống hệt mạng xã hội Facebook, trở thành mạng xã hội mặc định tại Trung Quốc. Sản phẩm kế nữa là dịch vụ blog có tên là Fanful, được nhận xét là na ná Twitter, với logo hình một đứa bé trên nền màu xanh, giống với chú chim trên Twitter. Máu sao chép có sẵn, anh tiếp tục chơi lớn cho ra ứng dụng giao đồ Meituan, được so sánh với Uber Eats ở Mỹ. Ngoài Wang Xing, tập đoàn Tencent cũng nổi tiếng là vua đạo nhái bởi sản phẩm đầu tiên nhái là một dịch vụ tin nhắn của Israel. Người đứng đầu Tencent là Mã Hóa Đằng, nhờ việc sao chép đúng người đúng thời điểm đã vượt qua tỷ phú Jack Ma của tập đoàn Alibaba, trở thành người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản là 38,83 tỷ USD, tức là 984.000 tỷ đồng. Trường hợp khác của startup Native Union có trụ sở tại Hồng Kông đã tạo ra một tai nghe cho smartphone với hình dáng cong, trông như tay cầm điện thoại kiểu cũ và rồi cũng bị sao chép ngay lập tức. Không chỉ có thế, có lần Nga còn tố Trung Quốc sao chép công nghệ vũ khí của mình như thiết kế động cơ máy bay tiêm kích Sukhoi, hệ thống phòng không, tên lửa phòng không di động. Kể cả công trình kiến trúc cũng không thoát được. Điển hình như núi Rushmore khắc chân dung 4 vị tổng thống của Mỹ lại có ở thành phố Trung Khánh, rồi lâu đài Château de Maison của Pháp, tòa nhà Quốc hội, Nhà Trắng của Mỹ, tháp nghiêng Pisa của Ý, điện Kremlin của Nga, tượng nhân sư của Ai Cập. Túm cái quần lại, Trung Quốc còn thở là còn sao chép. Đằng sau trình độ sao chép đỉnh cao là cả một cái đầu đầy sạn. Và làm sao để có cái đầu ấy thì họ làm như này các bạn ạ. Học 14 tiếng mỗi ngày, nỗi ám ảnh của học sinh. Mình ngồi học 8 tiếng là ngáp lên ngáp xuống than trời than đất rồi ý chứ. À mà không cần 8 tiếng, chỉ cần 2 tiếng thôi ý. Kể cả ở Mỹ thì họ cũng chỉ học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ấy vậy mà ở Trung Quốc có những trường đại học Thanh Hoa, Bắc Đại, nơi chỉ có thần đồng hoặc học siêu siêu chăm mới vào nổi. Chẳng ai lạ gì đồng phục Thanh Hoa là trang phục đắt giá nhất vì có tiền cũng không mua được. Rất nhiều lần, người nước ngoài đã phải sốc toàn tập khi bắt gặp cảnh một tòa nhà sáng đèn đến nửa đêm. Tưởng là nhà máy nào đó, cơ mà hỏi xong mới biết đó là trường học. Một ngày học của học sinh Trung Quốc kéo dài từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều trong cao độ, rồi làm bài tập đến nửa đêm. Chưa kể còn học âm nhạc, mỹ thuật, tham gia vào các câu lạc bộ cuối tuần. Nhưng mà không học thì không được cơ, vì tỷ lệ vào trường top như Thanh Hoa chỉ là 0,05%, tức là 1 chọi 5.000 người. Ở Bắc Kinh, khoảng 800 cảnh sát giao thông đi xe máy mang theo mũ bảo hiểm để sẵn sàng đưa đón những thí sinh có thể mắc kẹt do tắc đường khi một kỳ thi đại học có mặt gần 13 triệu học sinh. Ngoài cái đầu siêu đẳng thì tầng lớp phú nhị đại cũng được chú ý không kém. Các cậu ấm cô chiêu là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn tại Trung Quốc được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Siêu xe hạng sang, túi sách hàng hiệu, đồng hồ bạc tỷ, rượu ngoại đắt tiền là thứ một sinh viên Trung Quốc dùng. Vương Tư Thông, con trai của ông trùm bất động sản Trung Quốc Vương Kiện Lâm, đã từng chi hàng chục ngàn đô để mua 2 chiếc đồng hồ Apple làm bằng vàng cho cún cưng đeo chân. Khi các cậu ấm sang Mỹ du học thì Mỹ cũng phải sốc khi thấy cách những người xuất phát ở vạch đích này tiêu xài. Cuối cùng là cái kết đắng của cô gái Trung Quốc liều ăn thịt cá mập để câu view. Người ta bảo con người cái gì cũng ăn được, và cá mập cũng thế, làm sao thoát khỏi bàn tay tử thần được. Trong đoạn video gây bão, nữ blogger TZ cho biết đã mua một con cá mập nặng khoảng 50kg, dài gần 2m đặt cạnh cô gái đang nằm và có mức giá 7.700 nhân dân tệ, tức là 27 triệu đồng. Người xem có thể dễ dàng nhận thấy con vật bị cắt thành từng miếng nhỏ, phủ tiêu xanh, luộc cùng gia vị. Một phần khác thì mang đi chế biến theo cách nướng chín, phủ ớt bột lên. Chín rồi thì TZ thản nhiên thưởng thức phần ăn, cầm cá mập cắn một miếng mà cứ ngỡ cầm tôm hùm không ấy. Thế là video này đã thu hút hàng triệu lượt xem. Tiền kiếm từ video thì chưa thấy đâu, nhưng đã thấy một khoản phạt đáng kể rồi.
Cụ thể, khi được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đoạn video lập tức gây bão, khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Buộc cảnh sát thành phố Nam Sung thuộc tỉnh Tứ Xuyên phải vào cuộc. Cuối cùng họ xác nhận đây là cá mập trắng lớn thuộc lớp động vật được bảo vệ ở cấp quốc gia. Nếu đánh bắt được, phải trả lại biển, bất chấp nó còn sống hay đã chết. Thế nên cô gái này phải đối diện với số tiền phạt cao kỷ lục lên tới 435 triệu đồng và nguy cơ phạt từ 5 đến 10 năm tù vì tội mua trái phép các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp và quý hiếm. Đoạn video kia thì bị gỡ, kênh của Tizi trên Douyin vốn có 8 triệu người theo dõi cũng đã bị khóa. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu. Trước đó, cô ta đã từng ăn thịt cá sấu, đà điểu, cả kỳ nhông đột biến vàng, nặng 13kg. Rùa cũng chung cảnh ngộ. Các video đều bị lên án vì việc câu view bất chấp, không hợp thuần phong mỹ tục. Ăn kiểu này đúng hợp với câu, miếng ăn là miếng nhục phải không các bạn? Có người mua thì mới có người bán. Một số thông tin nói, con cá mập được mua từ tỉnh Phúc Kiến, cách Nam Sung 1.770 km và cơ sở này đã bị bắt giữ. Tại các siêu thị Walmart ở Trung Quốc, các bà nội trợ có thể mua cả những con cá sấu hay cá mập bán nguyên con. Các bạn có công nhận một điều với mình rằng là những thứ trên đây chỉ có ở Trung Quốc mới có không? Và bạn ấn tượng với điều gì nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi video đến giây phút này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye!